Chào mừng cô chú anh chị đến với Melan Garden. Hôm nay Melan Garden sẽ tổng hợp những loại cây nên trồng trước nhà để đón tài lộc, xua tà khí. Trong quan niệm thông thường, trồng cây ở phía trước nhà vừa tạo không gian sống xanh, vừa tạo không khí trong lành. Đặc biệt, đây là những loại cây nên trồng trước nhà để đón tài lộc, xua vận xui. Nếu có thể tận dụng được khoảng đất trước nhà để trồng những loại cây dưới đây, hoặc có thể trồng trong chậu đặt trước nhà, bạn sẽ có ngay không gian cây xanh mát, lại giúp được tài lộc sức khỏe và xua đuổi vận xui cho cả nhà. Cây trúc, cây tre. Hai loại cây này rất dễ sống và không cần mất công chăm sóc nhiều. Theo phong thủy, tre, trúc sẽ mang lại may mắn và an lành cho gia đình, bởi chữ trúc gần âm với chữ chúc, mang ý nghĩa là sự chúc phúc tốt đẹp. Cây tre còn là biểu tượng mạnh mẽ cho tuổi thọ, cho tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, vì nó là loại cây luôn luôn tươi xanh và sống tốt quanh năm, dù trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Chẳng thế mà người ta coi cây tre là biểu tượng của làng quê Việt Nam, của đất nước, con người Việt Nam. Tre, trúc có thể trồng xung quanh hàng rào, trước hiên nhà hoặc trong vườn. Tùy theo diện tích và không gian rộng hay hẹp mà bạn có thể chọn loại tre, trúc cảnh phù hợp. 2. Cây cau. Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta xưa có câu, chuối sau, cau trước, vì cau thuộc thân gỗ là mộc. Mộc sinh hỏa sẽ khởi sự cho đường công danh tốt đẹp. Ngoài ra, hình dáng của cau thẳng đứng, không mọc bụi tùm, luôn vươn dài lên trên, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như luồng ánh sáng, dương khí cần thiết vào ngôi nhà. Cây cau cũng ít dụng lá nên không làm mất tính thẩm mỹ của không gian. Điều quan trọng hơn, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ. Người ta còn có câu thơ về việc trồng cau, chuối. Trước nhà dương thịnh nhờ cau, vương cao đứng thẳng đường màu uy nghi. Âm suy chuối ngự sau hè, nên thơ mái ấm sử thi dạng ngời. 3. Cây lộc vừng. Lộc vừng còn có tên gọi khác là cây mân, nằm trong bộ tam đa sinh vật cảnh, mang ý nghĩa tài lộc. Theo cha ông xưa thì lộc ứng với tài lộc vừng ngụ ý là nhỏ nhặt nhưng nhiều, thêm hoa của cây màu đỏ và rất đẹp mang lại ý nghĩa là hỷ sự, sự thịnh vượng, phát lộc như vừng mè nhỏ nhưng thật đẹp và rất nhiều, sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn và niềm vui cho gia chủ. Cây tài lộc mang lại cảm giác bình yên, an toàn cho sự phát triển kinh tế, bởi vậy, lộc vừng rất được ưa chuộng. Để mang lại tài lộc may mắn, lời khuyên của các chuyên gia phong thủy là bạn nên trồng cây tài lộc trước sân nhà, tốt nhất nên trồng ở vị trí thoáng đãng để cây có nhiều điều kiện phát triển tốt nhất. 4. Dừa cảnh. Cây dừa cảnh sẽ mang đến niềm lành cho gia chủ, đồng thời giúp thanh lọc không khí cho cả gia đình. Không chỉ vậy, dừa cảnh còn giúp công việc làm ăn của chủ nhà được thuận buồm xuôi gió, phát lộc, phát tài. Tuy nhiên nó không mấy dễ kiếm và giá cả cũng không mềm mại. Nếu thực sự ưa thích, bạn hoàn toàn có thể trồng chúng trong nhà vì lợi ích thanh lọc không khí của dừa cảnh là vô cùng lớn. Nhưng trước khi quyết định tậu một cây về nhà, hãy chịu khó học cách trồng và chăm chúng thật tỉ mỉ. 5. Cây thuộc họ cam, chanh, gồm có chanh, quất, cam, quýt rất thích hợp đặt ở cửa ra vào. Đây là những loại cây mang đến nguồn tiền tài dồi dào cho gia chủ, đặc biệt là những dịp năm mới và đầu xuân. Hơn nữa, quả cam, chanh giống như một kiểu mộc nhãn, giúp chủ nhân tin tưởng, nhìn ra được cơ hội làm ăn, dự đoán được các nguy cơ trong công việc để hóa giải. Hãy cân nhắc điều kiện thực tế của gia đình bạn để lựa chọn một loài cây phù hợp nhé. Trên đây là những loại cây nên trồng trước nhà để đón tài lộc, xua tà khí được Melan Garden tổng hợp lại. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy video hay và bổ ích, thì hãy ủng hộ Melan Garden bằng cách bấm nút đăng ký màu đỏ phía bên dưới nhé. Và đừng quên chỉ xem một mình mà không chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.